Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thầy Vũ Thuốc Nam nha. Hôm qua hút thuốc chủ nhật ngày 9 tháng 6, bữa nay 10 tháng 6, mùng 5 tháng 5 anh em lên đường tìm thuốc rồi quý vị. Cụ bị đem đồ qua đảo thấy không? Chuẩn bị rau củ quả nè, trái cây luôn nè. Đó. Bữa nay hơi bị mát mẻ, ông trời ông cho mát mẻ tại vì ông tưới số cơn mưa cho rau củ nó tươi quý vị ơi. Để qua bên qua nó héo. Tại mình đem rau theo nào mấy ông trời ông mưa ông dằn lại nó đừng héo quá. Ông có mua chưa? Mới mua rồi đó. Vậy hả? Mới mua là được triệu. Lấy thuốc mà lấy xe xịn quá rồi sao chở thuốc? Mấy đứa coi chở gầm mới nó vậy. Vậy hả? Chở ra người đợi với của đâu có nào này đâu. Vậy hả? Nhất. Nó thành chiếc xe tải nhỏ luôn đó, chở được 6 tấn luôn đó, chở được 6 tấn luôn đó. Tại ông cho nên mới mua 2 cái rồi. Có 1 cái của cho 3 người 3 xe hả? Dạ. Dạ. Đi xe nhiều đặng có gì mình chở thuốc. Chứ lỡ nữa chừng không có thuốc không có xe chở sao? Này thôi anh em lên đường không vậy, lên đường tìm thuốc ạ. Ráng tìm thuốc về để giúp đỡ bà con ha, những cái bệnh mà mình đang ghi hình cho quý vị xem đó là nhà thuốc mình làm được hiệu quả, cho nên ráng cố gắng giúp bà con. Trước khi đi cũng sản thuốc gửi bà con rồi bãi tổ con đi về tổ rồi xin chư Phật gia hộ độ trì, tổ sư gia hộ độ trì cho chuyến đi lấy thuốc được thuận lợi bình an suôn sẻ, có nhiều thuốc về giúp bà con. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quan Chư Phật, A Di Đà Phật. Anh em cô chú bác anh chị em đang chuẩn bị ăn cơm bây giờ rất là hấp dẫn à. Có tương ấy nè, tương này hình như là mắm hả? Mắm chài. Quả phong phú luôn. Cá cơm Phú Quốc. Đây là sườn muối sợi ớt chiên nha. Đây tương hột xào xả. Quý vị ơi, rất là hấp dẫn luôn. Tương hột xào xả. Nói chung chuyến này là chắc là có phước rồi, có cô thủy theo là có phước rồi. Chứ lúc trước là ăn vài cái đồ khô gan khô gốc không à. Leo đi. Đâu này là đâu trên biển, đâu trên biển. Bữa nay cũng trùng hợp là cái anh bán căng tin ở dưới phà anh nghỉ phép rồi, hên mình có đem đồ ăn theo bây giờ. Mời quý vị ăn cơm với mình nha, cơm trưa đấy. Cô bài biện hấp dẫn không? Đủ món chơi không? Vừa leo nè, mẫu gì ăn tương nè, quá hấp dẫn ạ. Sao? Em không? Ngon không? Em thấy không? Em thấy không? Em không? Có không? Có không? Cho không chớt nó mới được. Có dưa leo nữa nha. Quên cái dao ở trong cái bịch. Ớt nữa. Ớt nằm ở trong cái bọc rau ở trên á. Ăn không ớt không? Thôi mệt quá, giờ này ớt cộng gì ăn đi đói dữ lắm rồi. Cái bọc rau đi. Có ăn chua, có ớt. Hồng nghe ớt là ghét rồi. Đâu ăn ớt được. Anh tuổi khỉ mà anh ăn ớt đâu được. Đúng không? Gãy ăn ớt khè đó. Thôi về mình ăn đây nha. Tôi không đợi nữa, giờ tôi phải ăn liền. Tôi qua đói. Qua đói. Dạ cả nhà anh em đã tới nơi ha. Thì bữa nay là cái ngày đi đường, coi như thứ hai mình nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình sẽ đi vòng vòng mấy cái núi nhỏ, mấy đồi nhỏ mình sưu tầm, mình kiếm thuốc. Hy vọng là tổ thầy gia hộ trợ viên hỗ trợ để có thể kiếm được nhiều thuốc về để giúp bà con ha. Đây mình thấy cái mái nhà cũng khá là đẹp, mẫu nhà rất là đẹp. Trên cái ngọn đồi có hai cái nhà rất là đẹp.